bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Ngành Nhìn Việt Nam. Và trong video bản tin công nghệ tiếp theo ngày hôm nay, ngày 4 tháng 7, có những tức là mới nhất, hãy cùng mình điểm qua ngay bây giờ nhé. Mở đầu bản tin thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc Honor X10 Max 5G với màn hình lớn lên tới tận 7 inch và con chip MediaTek Dimensity 800. Điện thoại này có màn hình IPS LCD lớn 7,09 inch với độ phân giải là 1080 pixel, bảng điều khiển LCD hỗ trợ gam màu 100% DCI P3 và HDR10 với độ sáng tối đa là 780 nits. Honor X10 Max được trang bị chipset Dimensity 800 5G với các tỷ trọng RAM 6GB, 8GB và bộ nhớ trong lên tới là 128GB. Camera chính là cảm biến 48 megapixel đi kèm với camera ultra wide 8 megapixel cùng cảm biến độ sâu 2 megapixel. Ở phía trước thì chúng ta sẽ có một camera selfie 8 megapixel nằm trong notch giọt nước. Với kích thước khá là khiêm tốn của màn hình này thì điện thoại cũng có một viên pin có kích thước phù hợp với dung lượng là 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 22,5W, lớn hơn nhiều so với dung lượng là 4300 trên chiếc X10. Honor X10 Max sẽ có 3 màu sắc là Racing Blue, Black và Silver. Điện thoại có 3 biến thể với các mức giá là 664 với mức giá 269 đô, 6128 với mức giá là 297 đô, 8128 thì sẽ có mức giá là 354 đô. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với thông tin V Smart Star 4 với con chip Helio P35 với mức dung lượng pin là 3500 mAh, camera kép Android 10 cùng mức giá rất hấp dẫn 2,19 triệu đồng. V Smart Star 4 sở hữu thiết kế không quá khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm là Star 3 ra mắt hồi đầu năm nay. Người dùng sẽ có một mặt lưng bằng nhựa với màn hình giọt nước và cụm camera kép cảm biến vân tay ở mặt sau. V Smart Star 4 được trang bị một màn hình kích thước là 6,09 inch, tương tự như người tiền nhiệm. Tấm đèn LCD IPS cùng với độ phân giải là HD+, tỷ lệ hiển thị là 19:5:9 và có thiết kế giọt nước truyền thống. Camera kép của V Smart Star 4 được giữ nguyên so với Star 3, bao gồm hai camera với một camera chính 8 megapixel của độ f/1.9 là camera với ống kính góc rộng, một camera với ống kính góc sơ rộng là 5 megapixel của độ f/2.2 với góc nhìn 120 độ. Ngoài ra thì máy cũng có camera selfie 8 megapixel ở mặt trước, hỗ trợ gọi video HD. Về hiệu năng thì V Smart Star 4 đi kèm con chip Helio P35 tới từ MediaTek thay vì là Snapdragon 215 như phiên bản tiền nhiệm, với dung lượng RAM là 2GB, bộ nhớ trong là 32GB, cùng với viên pin là 3500 mAh. Máy chạy sẵn hệ điều hành Android 10 với giao diện VOS 3.0 mới nhất. Về giá bán thì V Smart Star 4 đã được bán ra với các màu sắc như là đen, vàng, xanh và trắng cùng mức giá là 2,19 triệu đồng. Các bạn mến, xoay quanh giữa những tin đồn về việc là thế hệ iPhone 12 tiếp theo Apple sẽ bỏ đi cục sạc thì mới đây bất ngờ họ đã đưa ra một cuộc khảo sát về những thế hệ iPhone cũ. Cụ thể thì mới đây Apple đã bắt đầu thực hiện việc khảo sát người dùng iPhone về thói quen mà họ sử dụng phụ kiện cục sạc đi kèm sẵn với máy. Khảo sát này được đưa ra ngay trong thời điểm các tin đồn về việc Apple có thể sẽ loại bỏ cục sạc theo máy trên các mẫu iPhone 12 và người dùng buộc phải mua ngoài nếu muốn sử dụng. Không chỉ cục sạc mà cả tai nghe EarPods cũng sẽ chịu chung số phận. Theo khảo sát, Apple hỏi người dùng xem là họ đã làm gì với cục sạc iPhone cũ sau khi nâng cấp lên một model mới hơn. Khảo sát này được công ty hướng tới những người dùng đã từng sử dụng iPhone và vừa mới nâng cấp lên iPhone mới trong thời gian gần đây. Apple cũng giải thích rõ là khảo sát này chỉ liên quan tới cục sạc USB đi kèm theo máy, chứ không liên quan gì tới dây sạc Lightning cả. Trong bài khảo sát, Apple đưa ra một loạt các tùy chọn để người dùng có thể lựa chọn xem họ đã làm gì với cục sạc USB cũ, bao gồm: tôi đã bán hoặc trao đổi nó cùng với một chiếc iPhone cũ. Tôi đã làm mất nó. Tôi cho một thành viên khác trong gia đình hoặc một người bạn. Tôi vẫn đang dùng nó ở nhà. Tôi vẫn đang dùng nó ở chỗ khác. Tôi vẫn giữ nó nhưng không dùng. Đây không phải là lần đầu tiên mà Apple thực hiện việc hỏi thăm ý kiến người dùng về những gì mà họ cảm nhận đối với các sản phẩm của công ty. Trước đó thì Apple cũng đã từng thực hiện khảo sát về việc trang bị jack cắm tai nghe cho các thiết bị MacBook Pro. Tuy nhiên tới bây giờ thì Apple vẫn chưa khai tử kết nối này trên dòng laptop cao cấp của mình. Sẽ là một câu hỏi thú vị để xem liệu Apple có loại bỏ cục sạc USB trên iPhone 12 hay không. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin công nghệ mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 7. Và các bạn cảm thấy ấn tượng với tin tức nào nhất, hãy cùng comment để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!